đến hẹn lại lên, cứ tới mùa diễn ra tuần lễ thời trang của các trang nam e lớn là em chung kết Hà Tăng lại góp mặt với các bộ Âu phục xa xỉ đẹp lộng lẫy, không hổ danh là ái nữ của ông trùm đồ hiệu cao cấp dâu na đăng Hạnh Nguyễn. Thi thoảng Thảo Tiên đi một mình, nhưng hầu như các show thời trang cô bé đều phải có người bạn đồng hành quen thuộc là mẹ ruột nữ doanh nhân Thủy Tiên. Thảo Tiên không làm fan hâm mộ bế tắc bởi phong độ thời trang bảo trì khá ổn định, mặc dù thế đó chưa hẳn là chi tiết khiến dân tình chú ý, mà điểm khác biệt một trong những bức ảnh cô bé vừa khoe lại là mẹ ruột của cô bà Thủy Tiên. Mẹ chung kết Hà Tăng gây ngỡ ngàng vì loạt ảnh giống hệt con gái Thảo Tiên, tràn đầy nét thanh xuân. Khó tin các bức ảnh này lại là nhan sắc của một người con gái 50 tuổi, bởi còn nếu không nói ra thì trong bà Thủy Tiên như chị em với chính con gái mình. Từ gương mặt cho đến biểu cảm, bà xã triệu phú dâu na đăng Hạnh Nguyễn đều trẻ đẹp một cách xuất sắc. So với show gia xa xe vừa diễn ra trước đó, thì lần này bà Thủy Tiên đã ăn gian tuổi chiến thắng, chọn lựa âu phục giúp tôn lên hình ảnh bên ngoài của mình, tông sơ tông với con gái. Mẹ ruột Thảo Tiên đã có màn đổi khác ngoạn mục giữa hai show thời trang. Cư cộng đồng mạng còn chăm chú một điều hấp dẫn là cặp mẹ con giàu sang kiêu ngạo này liên tục mặc đồ giống nhau, đồng hóa từ kiểu cách cho đến màu sắc. Đa số bà Thủy Tiên chọn âu phục sang trọng, bí mật đáo, nhưng đôi lúc bà lại thích phá cách, trẻ đẹp giống con gái, cộng thêm gương mặt hát tuổi khiến bà mẹ U50 trông như chị em sinh đôi với Thủy Tiên. Một pha hát tuổi chiến thắng khác của mẹ chung kết Hà Tăng bên con gái cưng. Rất nhiều lần cặp mẹ con Thủy Tiên Thảo Tiên khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ hâm mộ bởi vẻ kiêu ngạo khi đi dự event cùng nhau.